Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có cô em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Bà Marta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo nó đi giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi mất. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chủ đề này Chúa Giêsu muốn nói hãy phục vụ nhưng theo một trật tự. Bởi vì phục vụ vì yêu thương, có yêu thương mới có phục vụ. Nếu không có yêu thương thì chỉ đó là làm công hay mua bán đổi chác. Nhưng mà chúng ta có khuynh hướng phục vụ vì mình, cho nên dần dần đánh lạc mất yêu thương. Mới nghe bài tin mừng này, nhiều người có thể thắc mắc: tại sao Chúa kỳ vậy? Mới tuần trước Chúa bảo hãy bắt chước cái người xứ Samaritano đó, Samaria, rất nhân lành đó, để cư xử, để phục vụ một cách vô vị lợi. Vậy mà hôm nay Chúa lại trách. Tuy trách rất nhẹ nhàng, nhưng nếu là một người tế nhị cũng sẽ đau. Trách vì lăng xăng phục vụ Chúa. Và Chúa so sánh với thái độ ngồi bên Chúa cao hơn. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta có thể xét một số điểm sau đây. Nếu đọc kỹ bài tin mừng hôm nay cũng như toàn bộ tất cả những bài đọc, ta sẽ thấy phục vụ được Thiên Chúa đề cao, nhất là phục vụ vì yêu thương. Thánh Phaolô nói: tôi đã phục vụ. Nhưng phải nằm trong một trật tự mà có ưu tiên của nó trước sau. Thứ nhất, trật tự thứ nhất là phục vụ phải biết quên hẳn mình đi. Phục vụ mà không quên mình sẽ đi đến khoe khoang. Rồi nhất là nhìn người không làm thì sẽ nại vào đó để complain, than phiền, trách móc, kết án. Chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu đặt ra chứ không có thật. Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Cái ông biệt phái đứng giữa đền thờ ưỡn ngực ra và khoe những gì ông làm. Còn một cái ông thu thuế tội lỗi thì đứng khép nép cúi mình xuống nói: con có tội. Như vậy hãy khoe khoang thì không có quên mình, thì có thể sẽ trở thành mất bác ái. Bởi vì phục vụ mà không quên mình thì sinh ra ganh ghét, như tôi vừa trình bày, dòm ngó, lườm với nguyết, loại trừ người khác là vì họ không làm giống mình. Về điểm này, Đức Cha Bùi Tuần ở dưới Long Xuyên có đưa ra một hình ảnh rất là thú vị, là trên bàn thờ cũng có ngọn nến, cũng có những cụm hoa, cả hai cùng phục vụ bàn thờ. Nhưng nếu ngọn nến nó nóng quá, nó đốt cháy mấy cành hoa thì thật đau lòng. Do đó phục vụ mà không quên mình thì sẽ đưa đến việc loại trừ lẫn nhau để giành độc quyền phục vụ. Nhìn đi, chúng ta sẽ thấy điều Chúa muốn là chúng ta phục vụ cách quên mình, mà quên mình tức là phục vụ trong kín đáo. Hãy noi gương người cha người mẹ yêu đứa con âm thầm suốt đêm không hề khoe, đến nỗi tay trái không biết việc tay phải làm. Đó là điểm thứ nhất
mà Chúa Giêsu muốn. Điểm thứ hai là khi phục vụ phải biết lắng nghe cái nhu cầu của người mà mình phục vụ. Thứ nhất là lắng nghe xem lòng mình làm vì động cơ gì, vì yêu thương hay vì khoe. Nếu không có đức bác ái thì mọi việc phục vụ giống như chuông kêu phèn la gõ, Phaolô nói. Cho nên phải biết lắng nghe cái đối tượng mà mình phục vụ, bởi vì nhiều khi họ không có nhu cầu mà mình cứ làm, rồi lúc họ cần thật mình lại không làm. Do đó phục vụ tốt là phục vụ âm thầm nhưng đúng lúc, đúng nơi, đúng cánh, đúng nhu cầu, đúng người. Điểm ba, khi phục vụ cũng phải biết nghe lời Chúa. Việc phục vụ chỉ có ý nghĩa thật tốt khi chúng ta làm theo thánh ý Chúa, chứ không phải ý mình. Lời Chúa là đèn soi để chúng ta đi không sợ lầm lẫn. Và cuối cùng, phục vụ cũng phải biết nghỉ ngơi nữa. Cuộc sống văn minh hiện đại càng ngày càng làm con người rơi vào trong cái cơn lốc, hoạt động cho đến ngộp thở, không dừng lại được. Người ta không còn thì giờ cho gia đình, cho bạn bè, cho chính bản thân mình, tức là cho cá nhân sức khỏe của mình, sức khỏe phần xác lẫn sức khỏe phần hồn. Tại các nước văn minh hiện nay, ra đường nhìn thấy con người lầm lũi đi thật nhanh vì sợ trễ việc làm. Rồi làm đầu tắt mặt tối như một cái cỗ máy làm việc như robot vậy. Đó là một cuộc sống nguy hiểm, mất quân bình. Nhưng đáng sợ nhất là phục vụ vì mình yêu thương, mà yêu thương thì muốn ở cùng chứ không phải muốn làm cho. Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc quý ông bà nhớ cái động từ to do something for, tôi làm cái gì đó cho ai để chứng tỏ tôi thương, với to be with someone, tôi ở với người nào đó, tôi ở cùng người nào đó. Cái nhóm nào quan trọng hơn? Nhiều khi mình quên, mình cứ doing something for mà mình quên being with. Đến khi mình có dư thừa rồi, ổn định rồi, thì cái người mình thương mất rồi. Cho nên ở đây Chúa đưa ra cô Maria và bà Martha, người chị và người em. Hai chị em tính tình rất khác nhau, rất rõ ràng. Và Chúa nói ở bên với Chúa cần hơn là đi tiếp Chúa. Vậy chúng ta trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hay đến với Chúa để xin Chúa làm cho mình không ạ? Xin Chúa chữa cho con, đó là Chúa làm. Xin Chúa ban cho con cái này, Chúa làm. Xin Chúa gìn giữ con, xin Chúa cũng làm. Đâu có ai nghe xin Chúa ở cùng con trong ngày hôm nay. Có thể có, nhưng chưa ý thức đủ để cảm thấy điều đó là hạnh phúc nhất. Cứ phải nói đi nói lại, đâu một lúc nào đó đánh động một sợi dây đờn thì nó vang lên một bài nhạc. Cho nên hôm nay Chúa nói, sao băn khoăn lo lắng quá, nhiều chuyện quá. Chính vì vậy mà không còn có giờ để cho mình, để nghe lời Chúa, để ở với người thân. Đó là cái nguy hiểm. Lời Chúa hôm nay kêu gọi bà Martha, Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta rằng, con đừng có quá băn khoăn lo lắng cho cuộc sống vật chất. Hãy biết đến bên Chúa mà nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có Chúa bổ dưỡng sức mạnh cho. Chỉ có Chúa là cái gánh nhẹ nhàng, cái ách êm ái. Và chỉ có Chúa là không bị đánh mất, trừ khi chúng ta cố tình quay lưng đi. Xin cho mỗi người chúng ta biết ở bên người thân của mình, biết ở bên Chúa hơn là cứ làm cho Chúa.
Rồi mỗi lần đến với Chúa, cứ xin Chúa làm cho mình, chứ ít khi xin Chúa ở với con đi. Con bất xứng, nhưng con xin Chúa ở cùng con. Mỗi lần lên rước lễ là xin Chúa ở với con đi. Không cần Chúa ở đó, Chúa sẽ biết phải làm cái gì. Không cần phải xin một cách rõ ràng lộ liễu, y như sợ Chúa không biết. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được một điều nhỏ nhỏ trong đời sống thiêng liêng mà mỗi lần giáo hội mời chúng ta suy nghĩ. Những tư tưởng tôi vừa trình bày, tôi lấy của Đức Cha Ngô Quang Kiệt. Rồi tôi xào nấu lại chút, có vậy thôi. Xin cho chúc mọi người một cuối tuần thật bình an. Trời mưa thật nhiều. Hôm nay tôi ở trên trại thiếu nhi, nước ngập cho tới quá đôi giày của tôi. Mặc dù đó là cái đồi, nước không chảy kịp. Xin thử ra chúng ta đang ở nhà, có thể có người chúng ta sẽ cầu xin, xin Chúa giữ con cái chúng con bình an, lại xin Chúa làm nữa. Sao không xin Chúa ơi, xin ở ngoài trại với tụi nó, xin cho chúng nó chơi giỡn thật nhiều nhưng ở trong tình thương của Chúa, chứ không cần xin Chúa làm. Xin cho chúng ta hiểu nhé, rồi cùng nhau sống hạnh phúc. Và nhất là đang còn những người thân yêu bên cạnh mình, xin hãy đổi cách sống. Hãy quý những giây phút ở bên cạnh họ, để rồi những lúc không còn nữa, chúng ta không hối tiếc.